Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 64 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Đại Náo U Phong Cốc. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Thạch Mục vì muốn giúp cho Trung Tú lập được cái đại công, do đó phải tìm được cái những cái đống đồ mà đám người của Uh, Minh Nguyệt Giáo đã cướp của um, Thiên Ngô hội đó. Thì đoạn cuối tập trước á, khi mà Thạch Mục uh, lần theo dấu vết thì không ngờ đến một cái uh, cái thành của Minh Nguyệt Giáo thì um, gặp được uh, Hầu Tái Lôi. Uh, thì nhờ có Hầu Tái Lôi hỗ trợ mà có thể uh, đoạn cuối tập trước đã diệt sát được cái tên thành chủ của cái thành này rồi. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. ở đoạn cuối tập trước á, thì Thạch Mục ra tay đánh cho cái tên um, kia nhưng là một cái bao tải rơi xuống đất, cô quắp lại rồi miệng trào ra máu tươi chết luôn. Thì lúc này um, Trung Tú thấy như vậy vội vàng chạy tới ân cần hỏi han Thạch Mục. Ờ, à, tôi không sao. Hồ Tế Lôi nè, tôi giao hắn cho ngươi. Hắn giống là thuật sĩ Nguyệt Giai. Sau khi hiến tế pháp lực của ngươi liền tiến một bước dài đó. Thạch Mục vẫy tay, thu lấy những chữ vật của tên trung niên, quay đầu nối với Hồ Tái Lôi. Dạ, đa tạ một tiền bối, Hồ tái lôi đại hỷ vội vã đi đến bên cạnh thi thể Tinh thạch tuy bị lấy đi rồi Nhưng mà nhật khác cũng lấy lại được rồi Trước tiên hãy nghĩ cách mang số hàng này về rồi tính Tay thạch mục rung lên Vẫy sạch máu tươi trên thương đau Tra vào vỏ đau rồi nói với Trung Tú Thạch đại ca Dù sao đây cũng là địa bàn của Minh Nguyệt Giáo Chỉ sợ là chúng ta không thể Bí mật đem nhiều đồ như vậy ra ngoài đâu Trung Tú nói Không sao Thạch mục nói đảo tay một cái liền xuất hiện sáu bảy cái nhẫn trữ vật trên người ta chỉ có từng này pháp khí trữ vật thôi bây giờ nàng hãy cho những vật nhỏ mà giá trị vào hết trong này những thứ còn lại ta sẽ sắp xếp lại sau Trung tú nhẹ gật đầu cũng lấy ra ba cái pháp khí trữ vật hai người chia ra hành động chọn lựa từng thứ đáng giá trên xe cất vào trong pháp khí trữ vật sau nửa canh giờ thạch mục nhìn cái nhẫn màu xanh trong tay mà đắn đo một hồi đây là chiếc nhẫn của tên trung niên bên trong đã trực cứng nhưng mà số hàng hóa trên 8 cái phù vân xa mới giảm đi 3 phần Trung tú chỉ có 3 pháp khí trữ vật Số hàng chứa được chỉ bằng 1 phần 3 của thạch mục Nhìn số hàng hóa còn chất đống trước mặt này Đôi mi thanh tú khẽ câu lại nhìn thạch mục Tú nhi, nàng có danh sách hàng hóa không vậy? Thạch mục hỏi Có Trung tú nhẹ gực đầu Tốt, cứ để số hàng này ở đây đó Nàng đem số xe này thu lại đi Thạch Mục nói rồi bỏ hết hàng trên xe xuống chất đống ở một bên. Trên đường tới đây hắn đã nghe Trung Tú nói khi phụ vân xa không chứa hàng hóa thì cũng như linh khí bình thường, có thể thu lại dễ dàng. Trung Tú gật đầu lấy ra một cái trận bàn màu xanh, miệng lẩm bẩm chú ngữ, phất tay đánh ra vài đạo pháp quyết lên trận bàn. Sau một lát, linh quang trên trận bàn chớp động, vô số phụ văn chớp động, từ trận bàn xuất ra một cái đạo hào quang màu xanh, bị đến chiếc phụ vân xa đầu tiên ánh sáng xanh bao bọc lấy phụ vân xa làm nó nhanh chóng thu nhỏ bằng lồng bàn tay bị trung tú thu lại lúc này trung tú thu hồi số phụ vân xa còn lại thì thạch mục đi đến chỗ mấy cái kệ ở góc phòng cái kệ sau cùng có năm tầng bị bạch quan bao phủ tầng cao nhất đặt hơn 10 khối linh thạch lớn bằng quả đấm tản ra đủ loại màu sắc Tầng hai chất tượng đống linh thạch nhỏ hơn một vòng trên tay thạch mục hiện lên hát quan rồi nhanh chóng mọc ra từng tầng lân phiến Thạch Mục giơ tay đấm mạnh lên cái màn sáng. Bạch Quang lại có thể đỡ được một đấm của Thạch Mục, nhưng ánh sáng cũng ảm đạm đi không ít. Thạch Mục nhướng mày, đấm liên tục lên cái màn sáng. Răng rắc, Bạch Quang lộ ra từng vết nước lớn rồi âm ầm vỡ nát. Thạch Mục tảng hắc quang trên tay đi, cầm lấy một miếng linh thạch màu đỏ như lửa. Linh thạch tảng ra ánh sáng màu đỏ nồng đậm, khi cầm có cảm giác nóng hổi. Đây là một viên linh thạch thượng phẩm hỏa thuộc tính, bằng với một vạn viên hạ phẩm linh thạch rồi. Trên tường này đều có linh thạch thượng phẩm, chỉ vậy thôi đã đáng giá hơn 10 vạn linh thạch rồi. Hơn nữa phía dưới còn có mấy tầng trung phẩm linh thạch, trị giá khoảng hai ba mươi vạn lượng. Thạch mục không khách khí đem hết số thượng phẩm linh thạch này thu vào trong những trữ vực. Tuy những trữ vực đã đầy, nhưng mà thêm một vài viên linh thạch thì vẫn được. Số linh thạch này đều do phân đàn tích góp mấy năm nay, giờ chỉ cần về thương hút thành mua lại số hàng hóa đã thiếu là được rồi. Hắn lại đi đến một cái kệ khác chọn một số món có giá trị xa xỉ để mang theo, bỗng ông ông một tiếng huyết quang khuếch tán phát ra âm thanh ông ông thạch mục quay lại nhìn thấy hậu tái lôi đang khoanh chân ngồi dưới đất trước người là một trận pháp màu máu bao phủ thi thể tên trung niên huyết quang như có sinh mạng cứ phập phồng thi thể tên trung niên chậm rãi biến mất trong cái mạng sáng đã bị hiến tế đến dị giới rồi trên người hậu tái lôi hôi quang đại phúng giống như là cá vôi hút nước hấp thu vào trong thiên linh cái sau đầu liền hiện ra tinh quang màu xám hai ngôi sao vốn ảm đạm giờ sáng rực lên Hầu tái lôi nhắm mắt hít sâu một cổ lực lượng mạnh mẽ tỏa ra từ người hắn hắn chậm rãi mở mắt hồi quan trên người dần tiêu tán một tiền bối đã không trách tội ta chuyện lần trước lại còn giúp ta tăng thực lực lên đại ân đại đức của tiền bối ta dù tăng xương nát thịt cũng không thể báo đáp hết được Hầu tái lôi quỳ trước người thạch mục dập đầu nói được rồi đứng lên đi Hầu tái lôi chậm rãi đứng lên tiêu nhiên Mạnh mối thứ đệ liền bị đứt rồi Ta cho rằng chuyện tin thạch còn cần tin tức của nữ tử hội chân đó nữa Chỉ là không biết giờ cô ta đang ở đâu rồi Thạch mục nhìn trung tú mà hỏi Không sao đâu thạch đại ca Có thể đoạt lại số hàng hóa này Chắc sẽ không bị trừng phạt quá nặng đâu Trung tú nói Thạch mục nghe như vậy quay đầu nhìn một vùng Mặt lũ ra vẻ do dự Đi thôi chúng ta ở lại đây cũng vô dụng Nhanh chóng rời khỏi đây thôi Trung tú nói Thạch mục nhẹ gật đầu nhìn hồ thái lôi đang kích động nói bây giờ không cần theo ta đâu chúng ta còn có chuyện muốn làm mang theo người cũng không tiện người tiếp tục ở lại đây đi sau này làm như thế nào là do người tự quyết định dạ tại hạ biết nên làm như thế nào rồi hồ thái lôi khẽ giật mình lập tức gật đầu nói thạch một cười cười cùng chung tú đi ra nhà kho hồ thái lôi nhìn quanh một cái rồi lập tức theo sau ba người đi ra đại điện rẽ vào một cái cửa hung Ngươi đi trước đi trừ hai tên hữu vệ ở bên ngoài không thấy ngươi đưa hai người chúng ta tới đây ta ra ngoài xử lý một chút Tiền thể giải hận cho mấy người bị minh nguyệt giáo giết luôn thạch mục nói với hậu tái lôi nhưng câu sau cùng là nói với trung tú trung tú ngớ người một chút rồi lập tức gật đầu một tiền bối bảo trọng sau này còn gặp lại hậu tái lôi thi lễ với hai người thạch mục một cái rồi nhanh chóng rời đi tú nhi nè à, lát nữa nàng không nên ra tay nhưng lúc hỗn loạn hãy đi trước chúng ta gặp nhau ngoài cửa cốc nha Thành Mục nói Được rồi, Huynh cẩn thận một chút Trung Tú nói Thành Mục hít sâu một hơi Hát quan đại phúng Cả người hóa thành một ngôi sao băng màu đen bay lên không Một tiếng rít chói tai quanh quẩn Đánh thức vô số người Sau một khắc thì vô số hỏa diễm Thiên thạch trùy băng Từ phía trên bay xuống chủ điện ở phía bên dưới Toàn bộ chủ điện bị ánh sáng của pháp thuật bao phủ Trong tiếng nổ vang cấm chế gia cố không chịu nổi sự công kích mãnh liệt âm âm sụp đổ một đường kiếm quang màu vàng xen lẫn pháp thuộc đầy trời bay xuống xẹt qua người hai tên hộ vệ còn đang ngây ngốc trước cửa điện hai người còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra thì đầu đã bay lên trời cơ thể không đủ lắc lư hai cái rồi ngã xuống đất một mảng gạch ngói sập xuống liền vùi lấp thi thể của hai người ngọn lửa lan ra nhanh chóng đốt cháy cả đại điện cùng một vài tòa nhà xung quanh thắp sáng cả một góc trời là kẻ nào dám vươn oai ở u phong cốc này theo tiếng hét lớn có bốn năm bốn người từ trong u phong cốc bay ra đánh tới thạch mục sau lưng mấy người này còn có rất nhiều đệ tử minh nguyệt giáo đang không ngừng chạy đến thạch mục ở trên không giơ tay lên một đường kiếm quang màu vàng bay ra đón gió hóa lớn thành một thanh kiếm dài hơn 10 trượng chém tới mấy người vừa tới mấy tên này kinh hãi thanh kiếm này thế như là bài sơn đảo hải không thể ngăn được nên chạy trúng bốn phía trên người thạch mục xuất hiện mấy sợi dây ý niệm màu trắng phóng nhanh tới mấy kẻ vừa chạy trốn trói chặt lấy cơ thể của bọn chúng cự kiếm rất nhanh đảo qua mấy vòng rất nhanh đã chém qua người của mấy tên này rồi vài tiếng câu thảm vang lên tay đứt chân cục từ trên trời rơi lợp bập xuống đất đám đệ tử minh nguyệt giáo dưới đất cầm như hến vốn còn có mấy kẻ định xông lên may mà kịp dừng lại mấy người vừa bay lên vốn là vài vị hộ pháp tu vi đã tới tiên thiên cảnh của u phong cốc vậy mà vừa đối mặt đã bị đối phương giết sạch rồi Hồ Tái Lôi đang chạy đi chợt dừng lại, quay đầu nhìn về phía đại điện. Suy nghĩ một lát, hắn chuyển mình chạy về phía đại điện đang nằm trong ngọn lửa cuồn cuộn. Lúc này thân hình Thạch Mục đang lao thẳng xuống dưới, đệ tử Minh Nguyệt Giáo kinh hãi chạy tứ tán. Nhưng tốc độ của bọn chúng sau bằng được Thạch Mục, hai tay Thạch Mục vung lên ném ra từng tấm phù, hóa thành từng quả cầu lửa lưỡi đau gió đánh vào đám người. Tiếng kêu thảm thiết vang lên tận trời. Đây chỉ là những đệ tử bình thường của Minh Nguyệt Giáo, tu vi chi đạt tới võ giả hậu thiên hoặc thuộc sĩ linh giai thậm chí còn có cả thuộc sĩ học đồ lẫn trong đó không thể chịu nổi uy lực của những pháp thuật này nhất thời đệ tử trong giáo tử thương thảm trọng tiếng kêu rên phát ra không ngừng thành mục dạo một vòng trên không trên tay phá đi hơn 10 tòa nhà đưa mắt nhìn xuống một góc nào đó thấy bốn người trung tú đã biến mất liền lấy thanh ngọc trường toa ra rồi bay đi mất một lúc lâu sau mấy tên đệ tử còn sót lại của minh nguyệt giáo mới nơm nớp lo sợ ngẩng đầu nhìn lên trời thấy bóng đèn như ác ma đồi mạng đã biến mất mới thở ra một hơi. Vô cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Đám đệ tử còn sót lại ngơ ngác nhìn nhau. Đúng rồi, đàn chủ đại nhân, vì sao không xuất hiện? Chẳng lẽ... Có người thông minh đã nhanh chóng phát hiện ra vấn đề. Đại điện lúc này đã gần sụp hoàn toàn rồi, đang bị ngọn lửa đỏ thấm thiêu đốt. Đúng lúc này, oanh một tiếng vang thật lớn. Một chỗ đất đá bị đánh bay, một bóng người thức tha thức thiểu từ trong biển lửa bước ra. Trong tay cầm một cái quạt lông, đúng là đàn chủ u phong cốc lúc này quần áo trên người của gã đã rách nát hơn nữa người đẫm máu sắc mặt tái nhợt nhìn qua thương thế rất nặng đàn chủ những đệ tử còn sót lại của minh nguyệt giáo đại hỷ vội vàng chạy tới tai nạn từ trên trời rơi xuống nhưng đàn chủ vẫn còn bọn chúng vẫn còn người dựa dẫm tương lai cũng không quá mịt mù tên trung niên khẽ chuyển mình ngồi xuống một tảng đá gần đó đàn chủ người thấy sao rồi một kẻ vốc người khôi ngô ân cần hỏi Không sao, ta mới vừa tử chiến với kẻ đột nhập Đáng tiếc ta bị đối phương ám toán trước Nguyên khí đã giảm nhiều Nhưng vẫn liệu chết đánh hắn trọng thương Tên trung niên thở dốc nói Tên này nhẹ thở phào khẽ giật mình Khó trách bây giờ khí tức của đàn chủ Chỉ bằng một nửa bình thường Giờ ta điều tức một lát Tạm thời ngăn chặn thương thế Người đi thống kệ thương vong trong cốc đi Đặc biệt tình huống của các hộ pháp tiên thiên Tinh dài phải tra cho rõ Tên trung niên nói "Ô dạ Bây giờ đại điện đã bị phá hủy Hậu điện và cấm chế của nhà kho cũng sụp đổ rồi Người hãy dẫn người tới đây trông coi Và kiểm cây lại vật tư trong kho Rồi chất lên xe Giờ để chúng ở đây không an toàn nữa rồi Ta sẽ báo lên tông môn chuyển chúng đến phân đàn phù hợp Tên trung niên suy nghĩ một chút Rồi nói với một tên đệ tử Minh Nguyệt Giáo Tu Vi Hậu Thiên Đỉnh Phong Cái này đàn chủ nè Cái này có chút không ổn à. Người dám chất vấn mạnh lệnh của ta hả tên trung niên trừng mắt quát thuộc họ không dám người này vội vàng đáp ứng mang theo vài người đi làm việc tên trung niên nhìn theo bóng dáng bọn chúng rồi thu hồi ánh mắt thở dài một hơi đàn chủ nè, u phong cốc xảy ra chuyện lớn như vậy có nên báo cho phó đàn chủ trở về không vậy có người đề nghị ta vừa đưa tin cho hắn rồi việc này các ngươi không cần lo lắng đâu tên trung niên khoát tay nói kẻ vừa nói khẽ gật đầu an tâm vội vàng đi dập những cái đám lửa lớn đang cháy xung quanh. Tên trung niên chậm rãi đứng dậy, mắt nhìn lửa đang cháy xung quanh, ánh sáng trong mắt lúc chớp lúc tắt. Bên ngoài u phong cốc, một đường đụng quang màu xanh bay ra, dừng lại ở cửa cốc một chút rồi bay nhanh về phía tây, rất nhanh biến mất giữa không trung. Giới diện tử linh, ở một vùng đất khối đen lượn lờ, một ngọn núi cực lớn màu xám đứng sừng sững đỉnh núi giống như là mũi kiếm đâm thẳng lên trời vách núi bóng như gương chiếc xạ ánh sáng huyết nguyệt tỏa ra một quang mang khác thường sườn núi được bao phủ bởi từng đám mây màu đen thỉnh thoảng lại có từng tia sét đánh ra dưới núi có một con sông cuồn cuộn chảy nước sông đỏ như máu vỗ thẳng vào chân núi phát ra tiếng ào ào vào lúc này có một bóng xám lớn từ dưới chân núi bay lên bay sát theo ngọn núi mà lên đây là một con cúc điểu thực lớn thân thể khoảng vài chục trượng trên xương có thể mơ hồ thấy từng đường màu hồng khá rõ ràng bên trong đang chảy một chất lỏng màu đỏ trong lồng ngực lóe lên ánh sáng đỏ trên đôi cánh to lớn là một bộ lông vũ màu đen đầu con cốt điểu này hình tam giác trên đầu còn có vài cái sừng nhọn tản ra ánh sáng đỏ chói mắt nhìn qua giống như là một chiếc vương miệng màu đỏ thắm mỏ của nó ngậm một đoạn xương màu xám có vẻ như là một đoạn xương đùi con cốt điểu tỏa ra khí tức cường đại làm người khác sợ hãi nhưng bây giờ, trong mắt nó lại hiện lên một tia kinh hoàng Thỉnh thoảng nhìn quanh, hai cánh vỗ liên tục Dường như đang chạy trốn thứ gì đó Vào lúc này, một điểm bạch quang từ dưới chân núi bay vọt tới Tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã bắt kịp cốt điểu Giữa bạch quang, có thể mơ hồ thấy được một bộ khu lâu màu trắng Trên tay có một cái đoạn cung màu đen Khu lâu màu trắng, vùng đoạn cung trong tay Một cung ảnh dài tới 10 trượng bay tới Thế như sóng to gió lớn đánh tới cốt điểu kia còn cốt điểu dường như có mắt phía sau hai cánh dang rộng ra cơ thể nghiêng sang một hướng khác mà né tránh bóng cung đen đánh trượt con cốt điểu oanh kích xuống vách núi đất đá sụp xuống ầm ầm trên vách núi xuất hiện một cái khe lớn nhìn thấy mà giật mình con cốt điểu hơi ngửa đầu ngậm chặt lấy đoạn xương màu xám nhanh chóng bay về phía xa yên la thấy như vậy mắt lộ ra vẻ phẫn nộ hét lên một tiếng sau lưng xuất hiện một đôi cánh xương màu trắng, tốc độ liền tăng thêm một nửa, đuổi theo con cút điểu. Tốc độ của cả hai đều nhanh như điện, một trước một sau, bám theo nhau, rồi dần mất hút trong đám sương mù cuồn cuộn. Nửa tháng sau, tại một chỗ yên tĩnh ven rừng thanh mục. Trong rừng cây cổ thụ một san sát, dây leo chằng chịt, cây nào cây nấy cũng cao lớn, cành lá che kín bầu trời. Vào lúc này một đạo đụng quang màu xanh từ trong rừng bay ra, phá vỡ sự yên tĩnh nơi này. Đây là một cái phi xa màu xanh, hai bên là hai cái cánh, đúng là chiếc thanh ngọc trường toa của Thạch Mục. Trên xe có hai người đang ngồi, là Thạch Mục và Trung Tú. À, cuối cùng cũng ra ngoài rồi. Thải Nhi ở trên độ vai Thạch Mục thở phào một hơi rồi nói. Cánh rừng sau lưng hai người được man tộc gọi là đi ngữ xâm lâm, có nghĩa là khu rừng thì thầm. Bên trong có một loại cây quái dị có thể phát ra âm thanh giống như giọng nỉ non của con người khiến người ta có cảm giác thác loạn kẻ nào có thần thức yếu sẽ dễ bị nhốt trong đó không ngừng đi vòng vòng quanh rừng thành mục và trung tú tu vi không yếu lại thêm võ pháp sông tu thần thức mạnh hơn người thường nhưng mà cái loại cây kỳ lạ này còn có hiệu ứng cộng hưởng âm thanh khi cả rừng cây cùng phát ra tiếng nỉ non thì dù là hai người thạch mục cũng không thể chịu được ngoài ra trong rừng đậm có đủ loại yêu thú độc trùng trong đó chủ yếu là yêu thú biết bay để qua được nơi này, bọn hắn quả thực phải bỏ ra khí lực không nhỏ. Nhưng mà ngược lại, Thạch Mục và chung Tú lại thích thú và chìm đắm trong cảm giác đồng cam cộng khổ này. Từ đây đến Thương Húc Thành cũng không còn xa nữa. Bên ngoài đê ngữ xâm lâm là giải bệnh nguyên bằng phẳng. Cuối tầm mắt là một mảnh màu trắng liên miên không dứt. Khi phi xa dần tới gần, Thạch Mục mới phát hiện đây là một dãy tường thành dài không thấy điểm cuối. Tường thành cao vài chục trượng, màu trắng noãn như ngọc không nhiễm một hạt bụi nào. Trong thành là từng tòa nhà to lớn, cũng lấy màu trắng làm chủ đạo. Chóa, thành trì thật lớn nha. Thải Nghị hét lớn. Thạch đại ca, đây chính là thành thương hút. Trung Tú mỉm cười, nói. Thạch Mục dương mắt nhìn, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ sau khi tiến vào đại lục Tây Hạ, Thạch Mục cũng coi như là đã gặp không ít thành trì mang tục, quy mô đều không nhỏ, nhưng mà nếu so với cái tòa thành trước mặt này Thì những tòa thành kia quá nhỏ Quá rách nát rồi Thành trì trước mắt có diện tích rất lớn Với nhãn lực của thạch mục Mà cũng không nhìn thấy được điểm cuối Việc này cũng giống khi lần đầu tiên hắn thấy thành thiên ngu vậy Ở xa nhìn lại Trong thành trì có các tòa nhà sang sát Cao vút nối tiếp nhau đầy sức sống Giữa các tòa nhà Là từng con đường rộng rãi sạch sẽ Thông đến bốn hướng Người qua kể lại tựa như là từng đàn cá nhỏ bơi lội dưới suối, náo nhiệt vô cùng trong thành trên các dòng sông cả lớn cả nhỏ là đủ các loại thuyền chở hàng làm tăng thêm sự ồn ào náo nhiệt thành thương hút không hổ danh là một trong những thành lớn bậc nhất của tây hạ đại lục quả nhiên phồn thịnh danh bất hư truyền nếu so sánh với thành thiên ngu chỉ có hơn chứ không kém mà thạch mục hít một hơi sâu rồi nói đương nhiên rồi đây là đất lành của phía đông tây hạ đại lục mà thông suốt với bốn phương giao thông thuận lợi nếu không thương hội đã không thiết lập tổng bộ ở chỗ này rồi Trung Tú nói Ừ, đúng là một dụng đất tốt mà Thành Mục nói Chuyện tổng bộ của thiên ngô thương hội ở chỗ này Trung Tú đã nói với hắn trên đường đi tới đây rồi Đúng rồi, thành này do một trong thập đại bộ lạc man tộc thần ưng bộ quản lý Trên không của thành này có cấm chế cấm bay Hay lại chúng ta đáp xuống đây đi Thành Mục nghe như vậy gật nhẹ đầu vỗ xuống phi xa Đáp xuống cạnh một cái sân cốc nhỏ Sau đó hai người đi bộ về hướng của Đông Thành Thương Hút Lúc này dưới cửa đông thành thương hút mở sáu cái cửa, mỗi cửa có từng đoàn người dài đang xếp hàng chờ vào thành. Thạch Mục và Trung Tú cũng đứng vào hàng tiến tới cửa thành. Thải Nhị hưng phấn ngó đông ngó tây, dưới sự dặn dò của Thạch Mục nên không dám bay loạn, thành thực đứng trên vai Thạch Mục. Không lâu sau, nó đã bị hai pho tượng đá khổng lồ đứng hai bên cửa đông thành thương hút hấp dẫn. Hai pho tượng này cao đến trăm trượng, nhìn rất sống động, tuy chỉ là vật chết nhưng lại tỏa ra uy áp động lòng người giống như là hai chiến sĩ thủ thành đang quan sát mọi người vào thành. Phía bên trái là bức tượng một nam tử mang tộc cởi trần, trình độ cắm lông vũ, mặt lộ ra vẻ tài trí bất phàm, cầm trong tay một cây trường thương. Phía bên phải là một nam tử tay cầm trường cung, sau lưng có một đôi cánh, khuôn mặt khí khái, hào khí bừng bừng, ánh mắt như có thường quan. Hai người này là ai vậy? Thật nhìn rất đẹp trai, thật uy phong á. Thái Nhi nói, Hai người này là hai dũng sĩ rất nổi tiếng của thần ưng bộ trong đại chiến yêu manh của đại lục Tây Hạ vào mấy ngàn năm trước. Nhắc đến thần ưng bộ thì bất kể là nam hay là nữ đều có ngoại hình xuất chúng cả. Nhất là nữ nhân thần ưng bộ đều khiến các nam tử bộ lạc khác chạy theo như dịch. Nghe nói có không ít thủ lĩnh bộ lạc vừa và nhỏ lấy việc cưới được một nữ tử thần ưng bộ làm dinh dự đó. Trung tú giải thích trong tỷ tỷ nói cách khác á bên trong thành trị này có không ít mỹ nữ vậy thì tốt rồi thạch đầu nè nói không chừng úi da. hai mắt thảy nhi sáng người đang muốn cảm khái một phen kết quả nói được một nửa thì đã bị thạch mục lấy tay gõ vào đầu phải nuốt câu sau vào trong bụng Ngươi thành thật một chút đi đừng có gây phiền toái nữa thạch mục trừng mắt nhìn nó thạch mục nói xong quay đầu định nói gì đó với Trung tú lại thấy nàng đang câu mày mặt lộ ra vẻ u sầu trong lòng khẽ động vội vàng hỏi tú nhi nè còn lo lắng chuyện lần này sao thành mục hỏi thạch đại ca mùi không sao kỳ thực lần này nếu không có huynh tội của tú nhi sẽ lớn lắm chỉ sợ còn liên lụy đến danh dự của thương hội nữa Trung tú nhìn thạch mục cười nói nhưng mà trong đôi mắt đẹp vẫn lộ ra vẻ lo lắng bất an nàng vẫn lo lắng vì khối tinh thạch kia đó hả việc này ta đã có cách xử lý rồi cứ để ta giải quyết cho thạch đại ca chẳng lẽ huynh có cách điều tra được tung tích của nữ tử họ chân kia sao Trung tú kinh ngạc hỏi Thạch Mục liền tiến tới nói nhỏ vào tay Trung Tú. Lỗ tay Trung Tú cảm nhận được hơi thở của Thạch Mục liền đỏ mặt. Nhưng nghe được lời của Thạch Mục thì chăm chú lắng nghe, càng nghe càng kinh ngạc. Như vậy thật sự không có vấn đề gì chứ? Nàng khẽ nhú mày nói. Nàng cứ làm theo lời ta là được rồi. Ta cầm đoan trước khi tới hạng giao hàng, nàng có thể báo cáo lên một kết quả viên mãn. Thạch Mục vừa nói vừa lấy ra một cái mũ rộng vành đội lên đầu. Ừ, Vậy thì cứ dựa theo cách của thạch đại ca mà làm Ánh mắt trung tú chớp động Cũng lấy ra một cái khăn che lên mặt Dù lúc ở ngoài thành Đã nhìn sơ qua tình huống trong thành rồi Nhưng mà khi vào đến bên trong Nhìn ở khoảng cách gần Lại thấy trong kiến trúc nơi đây Có phải chút đặc điểm kiến trúc của nhân tộc Xen giữa những tòa kiến trúc hùng vĩ Với những hình điêu khắc mạnh mẽ Là từng tòa đình đài lộ cát Hẳn là xây dựng theo lối xây dựng của nhân tộc Mới nhìn thì chưa cảm thấy gì Nhưng mà càng nhìn lại thấy hai phong cách kiến trúc này hòa quyện với nhau, vừa thể hiện sự mạnh mẽ vừa có mỹ quan. Lúc này đã là hoàng hung nhưng mà trên đường vẫn rất nhộn nhịp. Đây là thành trì của thần ưng bộ nên trong thành bắt gặp rất nhiều man tộc cắm lông vũ trên đầu, phần lớn là tộc nhân bình thường với lông vũ trên đầu. Cài hai ba cái là dũng sĩ trong tộc, cài bốn cái trở lên là cao giai trong tộc, thì một bốn người cũng không thấy. Theo lời Trung Tú kể thì những người có bốn lông vũ trên đầu đều là vũ mau giả, có địa vị rất cao trong tộc nên không dễ gì gặp được trên phố giống như trung tú nói bộ lạc thần ưng vô luận là nam hay là nữ đều có tư sắc xuất chúng đứng giữa đám người man cao lớn thu kịch khác vô cùng nổi bật làm cho người ta chú ý mà cơ thể những nữ thần ưng bộ này so với những nữ tử người man khác thì xinh xắn lanh lợi hơn nhiều khi mặc đồ cũng rất có phong cách nhân tộc mặc váy đến ngang ngực bên ngoài khoác một cái tấm lụa mỏng dài chấm đất hai vai trắng như tuyết ẩn hiện mỗi lần xuất hiện sẽ thu hút vô số ánh mắt. Ánh mắt Thải Nhi thỉnh thoảng lại đảo qua người mấy cô gái của thần ưng bộ, mắt mở to ra là hét ôm sầm. Trong tỷ tỷ, người nói quả thì không sai, lại phối hợp thêm quần áo và trang sức của nhân tộc giàu, hay thật sự là quá đẹp. Thành thực đi, sao ngươi cứ nhìn chầm chầm vào con gái nhà người ta như vậy vậy? Trung Tú còn chưa trả lời đã bị thạch bục trách móc rồi. Hay, Đạo nè ngươi xem ta là cái gì chứ đường đường là chủng tộc càng anh thuần khiết và cao quý cái gọi là lòng yêu cái đẹp chim nào cũng có mà thái nhi lập tức không vui mà cãi ta nghe nói tộc nhân thần ưng bộ này ngoài săn bắn ra thì thích nhất là săn giết các loại chim nếu ngươi nhìn chầm chầm cho người khác như vậy nếu có ai muốn mượn ngươi dùng một lát thì ta cũng mặc kệ đó thạch mục nói theo thạch mục lâu như vậy thái nhi tuy biết thạch mục đang cố ý hù dọa mình nhưng mà trời sinh tính nhát gan nên vẫn giật mình một cái thu ánh mắt đang đảo loạn bốn phía lại nhưng vẫn còn lẩm bẩm trong miệng trung tú cười cười nhìn một người một chim đang cãi nhau trên cả đoạn đường thải nhi thỉnh thoảng nói vài câu trêu ghẹo làm không khí vui vẻ hơn trong tỷ tỷ nếu mà mặc y phục của mấy cô gái này vào cam đoan sẽ thành đại mỹ nhân số một trong thành mấy mỹ nữ thần ưng bộ kia đều phải sách dép cho tỷ đó thạch đầu người nó có phải không vậy thải nhi đột nhiên nói trung tú nghe thấy như vậy mặt đỏ như gấc Thạch Mục thì trực tiếp tác cho thể Nhi một cái, trách mắng. Còn không nghiêm chỉnh lại đi. Không lâu sau, màn đêm buông xuống, từng ánh đèn rực rỡ được thắp lên, cả tòa thành như bừng sáng lên, trên đường phố dòng người như thôi đưa. Thạch đại ca, không còn sớm nữa đâu, bây giờ chúng ta đi tìm khách sạn thôi. Trung Tú hỏi. Cảnh đêm nơi này không tệ, chúng ta đi dạo một chút, rồi tìm khách sạn sau cũng không muộn mà. Nhưng mà nhớ chú ý đừng để người ta nhận ra nàng à. Thành Mục nói Trung Tú nhẹ gật đầu lấy ra một cái áo dài màu xám choàng lên người Trên mặt còn có một cái khăn che Nên không sợ người ngoài phát hiện Tú Nhi nào Nàng có dễ hiểu rất rõ về thương hút thành và thương ưng bộ hả Nàng đã đến nơi này mấy lần rồi Thạch Mục hỏi Mùi chỉ đến nơi đây một lần mà thôi Những chuyện kia mùi biết được á, Qua những người dân đi cùng thương hội Trung Tú nói À đúng rồi Tổng bộ thương hội ở đâu vậy Thương hút thành chia làm nhiều khu vực từ khu thứ nhất đến khu thứ mười hai mỗi khu có một mặt đặc sắc riêng tổng bộ thiên ngô thương hội ở khu thứ hai bây giờ chúng ta đang ở khu thứ mười lăm nơi này có rất nhiều cửa hàng nhỏ quán nhỏ bán hàng rong trong này còn có phố chợ đêm rất nổi tiếng nữa trung tú nói thạch mục nhẹ gật đầu nhìn chung quanh cửa hàng hai bên đường quả nhiên là không lớn thì thoảng có thể thấy một ít quán buôn bán nhỏ ven đường những quán nhỏ này bán đủ loại đồ vật từ quần áo và trang sức bình thường của người man đến một ít binh khí, pháp khí đang dược, cái gì cần là có, chẳng qua phẩm chất cao thấp không điều mà thôi. Lúc hai người đi qua một cái sạp hàng vỉa hè của một ông lão man tục, Trung Tú đột nhiên bị ánh sáng nhàn nhạt hấp dẫn, không khỏi dừng bước. Thì sáng kia phát ra từ một cái vòng tay màu xanh, mặc dù nhìn hơi cổ, nhưng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt trong bóng đêm cực kỳ dễ thấy. Trung Tú có chút thích thú, cầm vòng tay, lực trái lực phải. Lại nói từ nhỏ Trung Tú đã sinh hoạt tại Diệu Âm Tông, Ngày thường ngoài tu luyện ra chỉ còn tu luyện Chưa bao giờ tốn tâm tư vào mấy thứ trang sức này Không biết vì sao nàng lại thấy cái vòng tay này hết sức đẹp mắt Yêu thích không nỡ rời tay Ánh mắt của cô nương thiệt tốt mà nha Cái vòng tay này chỉ dùng ngọc thô màu xanh mài dũa, Điêu khắc mà thành Thủ công tinh xảo Đúng là đồ tốt khó gặp mà nha Còn những cái thòa thành thương hút này cũng chỉ có chỗ của ta có thôi đó Lão chủ quán thấy như vậy vội vàng mở miệng mồi dài Bao nhiêu tiền vậy? Thành Mục trực tiếp hỏi Ờ, chỉ có một trăm linh thạch thôi à lão già đánh giá hai người rồi nói ra một cái giá đắt như vậy sao trung tú nhíu mày định đặt cái vòng xuống ta lấy cái vòng này gối lại cho ta nhưng vào lúc này thạch mục trực tiếp lấy ra một khối trung phẩm linh thạch đưa cho lão giả ờ ừ, dạ lão giả hứng hở thu linh thạch lại lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo đặt vòng tay vào đưa cho thạch mục trung tú nhìn thạch mục định nói cái gì nhưng lời đã đến miệng lại không thốt ra được ngay người tại chỗ. Tú nhi, ta đeo cho nàng. Thành mục lấy vòng ngọc từ trong hộp ra, một tay nâng cổ tay trắng như bạch ngọc của Trung Tú lên, tay kia nhẹ nhàng đeo vòng ngọc vào. Màu xanh và trắng tôn nhau lên nhìn vô cùng đẹp mắt. Kỳ thực cái vòng tay này cũng không phải là pháp khí, cũng không phải là loại ngọc gì đặc biệt quý hiếm cả, chẳng qua chỉ là ngọc thu bình thường mà thôi, hiển nhiên không đáng giá như vậy. Nhưng với thương gia của Thành mục hiện tại cũng không đáng là bao. Hắn mua thứ này chẳng qua vì Trung Tú yêu thích Sau này mỗi sẽ luôn đeo cái vòng này Thế tưởng lúc đeo xong cái vòng lên tay Trung Tú mới hồi phục tinh thần Trịnh trọng nói <laughs> Đồ ngốc này Cái này chẳng đáng giá gì đâu Chỉ là thứ đồ chơi nho nhỏ mà thôi Sau này gặp được vòng tay cấp linh khí Ta sẽ tặng cho nàng Thành một cười nói Dắt Trung Tú tiếp tục đi dạo Trung Tú khẽ vuốt ve vòng ngọc trong tay Tuy không nói gì Nhưng trong mắt lại đầy vẻ trân trọng Coi cái vòng tay giống như chí bảo vậy Thải Nhi thì không biết đã bay đi đâu xem náo nhiệt rồi Hai người cũng mặc kệ nó Tiếp tục cùng nhau ngắm chợ đêm Đêm đó hai người tìm một khách sạn tương đối yên tĩnh để ở Tú Nhi, theo kế hoạch Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu hành động Đầu tiên là mua những hàng hóa còn thiếu hụt Nhưng ta thấy hàng hóa trong danh sách rất đa dạng Liệu có thể kiếm được đủ không đây? Thạch Mục hỏi Thương hút Thành là một tòa thành lớn á Chỉ cần có linh thạch chắc sẽ không sao đâu Chắc chỉ mất chút công sức mà thôi Trung tú nói Ừ, vậy thì tốt rồi Vấn đề linh thạch không đáng ngại Ngày mai chúng ta sẽ chia ra hành động Thạch Mục nói Sáng sớm ngày thứ hai Thạch Mục dậy nghe ngóng tin tức từ tiểu nhị Tìm xem có cái nhà kho nào gần đây không Nhiều hàng như vậy cần một nơi rất lớn để gửi Khá trùng hợp là nơi đầu nhai ở khu 15 trước đây Vốn là kho lương thực của Thành về sau kho lương dời đi để lại rất nhiều nhà kho trống rỗng không ai sử dụng sau này một số người man mua lại mấy cái nhà kho này dùng để cho thuê giá cả cũng khá hợp lý dần dần những nhà kho này thành nơi thuê trọ của những man nhân nghèo lâu dần trở thành quy mô quanh đây còn nhà kho nào trống hay không tiểu nhị cũng không biết được thạch mục nghe xong thưởng cho tiểu nhị một viên linh thạch rồi đi tìm hiểu tiếp cũng may quả thực là nơi đồ nhai còn có mấy cái nhà kho không dùng không gian cũng rất lớn dùng để chứa số hàng hóa kia là dư xài không lâu sau hắn đã thuê được một cái kho với giá rẻ không ngờ thạch mục còn tiện tay mua mấy cái bộ pháp trận cấm chế trong thành để bố trí quanh nhà kho mấy ngày tiếp theo thạch mục dùng hết sức lực và tâm trí vào việc mua sắm cửa hàng bán linh tài trong thành thương hút nhiều vô số kể nhưng mà số hàng hóa bị mất không phải là vật bình thường nhất là số hàng u sáng nhờ giao cho thành chủ thương hút thành trong đó có rất nhiều linh tài, yêu đan và yêu thú cấp cao khó tìm được ở những cửa hàng bình thường. Thành Mục đi vòng vòng trong thành hai ngày mới mua được hơn nửa số hàng, nhưng vẫn còn một ít hàng chưa gom đủ, đặc biệt là một hòn đá màu đen vô cùng khó kiếm. Theo lời Trung Tú thì hòn đá đó gọi là mặt thạch, được khai thác ở khoáng mạch gần thành Nhật Khang, có khả năng dẫn nhiệt tốt là tài liệu tốt nhất để xây dựng hỏa thức. Nhưng loại tài liệu này rất hiếm, gần thành Nhật Khang chỉ có một cái mạch khoáng mặt thạch nhỏ, mấy chục năm mới tạo ra được một ít mặt thạch thạch mục ngược lại không nóng lòng hai ngày nay hắn đã quen một vài ông chủ của mấy cửa hàng lớn tạm thời có thể chưa có hàng nhưng với những mối quan hệ rộng rãi của họ chỉ cần có linh thạch là mấy ngày sau sẽ tìm được huống hộ mấy ngày nay thạch mục liên tục mua hàng với số lượng lớn mấy ông chủ kia đã sớm coi hắn là thần tài vì để lấy lòng hắn nên sẽ dốc hết sức ra giúp đỡ quả nhiên qua ba ngày thạch mục đã tìm được nguồn cung liền mua ngay mặt thạch vậy là số hàng trên tám chiếc xe đã có đủ rồi chỉ còn thiếu viên tinh thạch kia nữa mà thôi mấy ngày nay thạch mục buông ba bên ngoài hắn lấy lý do không được để bại lộ thân phận để trung tú ở nhà trông coi số hàng hóa kia sáng sớm tại kho hàng ở nơi đồ nhai tám chiếc phụ vân xa nối đuôi nhau mà đi trên xe chất đầy hàng hóa so với lúc chuyển từ thành nhật hang ra thì không khác chút nào tốt rồi những thứ cần chuẩn bị đều đã xong rồi bước đầu coi như thuận lợi rồi thạch mục nói Ca, cảm ơn huynh, mấy ngày nay dứt giả cho huynh rồi. Trung Tú nhìn những chiếc xe đầy hàng hóa, trong lòng như trút được gánh nặng, cảm kích nói. Sao lại phải khách khí như vậy chứ? Mọi thứ bây giờ đã đủ cả rồi, chúng ta tới thiên ngô thương hội thôi. Thạch Mục nói. Trung Tú nhẹ gật đầu. Hai người đi ra nhà kho, miệng Thạch Mục lẩm bẩm, phước tay đánh ra một đảo hát quan. Vách tường ở nhà kho hiện lên từng hồi hát quan, cửa lớn rằm một tiếng, tự động khép lại có chung thú dẫn đường, hai người nhanh chóng tới trước cửa hàng uyên cát của tổng bộ thiên ngô thương hội. Ngoài dự đoán của Thạch Mục, hàng uyên cát cũng không quá lớn, không xa hoa như tưởng tượng mà có chút nội liễm. Nhưng vị trí của tòa cát này phải đứng số 1, số 2 trong thành. Đây là nơi những người lai vãng từ Bắc Chí Nam đều phải qua. Trong hàng uyên cát tỏa ra ánh sáng rực rỡ, hai bên cửa có hai cây cột làm bằng ô mộc, đường kính hơn một trượng màu ngâm đen, làm người ta cảm thấy an tâm bản hiệu trước cửa lớn có một dòng chữ thiên ngô thương hội màu vàng nhìn rất mạnh mẽ thậm chí hàng chữ còn tỏa ra linh khí nhẹ nhẹ lộ ra vẻ bức phàm chung túi lúc này không che mặt mặc một bộ quần áo xanh lục dùng nhan khuynh thành giống như tiên nữ hạ phàm lúc này giữa dòng người như thôi đưa nàng dừng chân đứng trước cửa hàng uyên cát làm không ít kẻ phải dừng chân ngắm nhìn sau lưng nàng là thạch mục hắn mặc một bộ quần áo thu trùm đầu bằng khăn xám chỉ để hở nửa mặt nhìn không khác gì một người hầu cả. Lúc này từ trong tiệm có một nam tử trẻ tuổi mặc cẩm y đi ra, thấy bộ dáng thanh thoát suốt trận của Trung Tú mà ngây dại. Thạch Mục nhíu mày, ho khan vài tiếng. Nam tử trẻ tuổi phục hồi tinh thần, chắp tay thi lễ với Trung Tú rồi nói. Hãy vậy là... Trung Tú không nói gì, thò tay rút ra một cái lệnh bài màu tím. À, hóa ra là trưởng lão đến hả? Ngài chờ một chút để tiểu nhân đi vào thông báo nha nam tử trẻ tuổi đảo mắt nhìn lệnh bài rồi lắp bắp kinh hãi nhận lấy chạy vào bên trong không lâu sau gã liền đi ra trả lại lệnh bài cho trung tú cung kính nói thì ra là trung trưởng lão đến mời ngài vào trong trung tú gật đầu cùng thạch mục đi vào trong như thạch mục đã đoán trong hàng uyên khác có động thiên khác nữa giữa phòng ngoài và hoa viên là một hành lang gấp khúc có nước chảy róc rách hương hoa ngào ngạt có phong cách khá là độc đáo dưới sự dẫn đường của nam tử trẻ tuổi hai người đi dọc theo hành lang gấp khúc đến một khu kiến trúc bên trong dừng lại trước cửa một cái văn phòng trong đó dừng phó hội trưởng trung trưởng lão đã đến rồi nam tử trẻ tuổi nói vào đi một tiếng nói truyền đến cánh cửa phòng liền mở ra bước vào cửa thì thấy ngồi trên ghế chủ tọa là một gã trung niên mặt cẩm bào tóc hoa râm người này mày kiếm mắt sáng mũi thẳng mồm vuông khí khái hiên ngang ngồi phía bên trái gã là một nữ tử xinh đẹp diễm lệ dáng người bốc lửa Lúc này đôi mắt xếp của nàng đang đảo tới đảo lui trên người Trung Tú và Thạch Mục. Ta là phó hội trưởng thương hội Dương Thụy Khung. Khi hội trưởng không có ở thương hội, mọi chuyện do ta toàn quyền xử lý. Ngươi là Trung Tú trưởng lão đến từ Nhật Khang Thành hả? Ánh mắt Vương Thụy Khung sáng người nhìn Trung Tú, chậm rãi nói. Trung Tú bái kiến dân phó hội trưởng. Trung Tú hành lễ. Đã sớm nghe nói Trung Tú trưởng lão tuổi trẻ tài cao, kinh tài tuyệt diễm, mới vào thương hội đã lập nhiều đại công, Thực là trăm nghe không bằng một thấy đó Vương Thụy Khung đứng dậy chắp tay Dương phó hội trưởng quá khen rồi Trung Tú khẽ nói Vương Thụy Khung nhìn lướt qua thành mục Đang đứng sau lưng Trung Tú Rồi không thèm để ý Mời Trung Tú ngồi sang phía bên phải gã Đi thẳng vào vấn đề chính Ta mới đọc qua hồ sơ ghi chép của thương hội Lần này Trung trưởng lão chấp hành nhiệm vụ Hộ tống vật tư từ Nhật Khang Thành tới đây Trên đường có thuận lợi hay không vậy Vương Thụy Khung hỏi trên đường đến đây có chút chuyện Nhưng cuối cùng cũng đã đến được thành thương hút rồi Trung tú nói Vậy là tốt rồi Dạo này hàng thương hội áp tải thường xuyên bị cướp Ta vốn lợi cho trung trưởng lão cũng bị vậy May mà trung trưởng lão không phụ sự kỳ vọng của thương hội Vương Thụy Khung cảm khái nói Trung tú cúi đầu không đáp Không biết giờ hàng hóa đang ở đâu Để ta sắp xếp người đến tiếp nhận Vương Thụy Khung lại hỏi Dương phó hội trưởng Thực không dám giấu lúc Trung Tú tới sân mạch Hạc Minh đã gặp bọn cướp. Trung Tú chậm rãi nói. Vương Thụy Khung kinh ngạc. Trung Tú trưởng lão gặp phải bọn cướp sao? Sao lúc nãy không nói đi? Nữ tử xinh đẹp ngồi bên cạnh bỗng nhiên nói chen vào. Trung Tú đã nói rõ từ đầu rồi, lần dẫn chuyển này không yên ổn. Tại thành Nhật Khang bị tập kích, mười mấy tên hồ vệ đều tử nạn cả. Tiểu nữ có thể đứng được ở đây cũng đã là may mắn lắm rồi. Trung Tú không nhìn nữ tử xinh đẹp mà nói với Vương Thụy Khung cái gì? Chết hết sao? Vậy thứ kia đâu? Nữ tử xinh đẹp có chút tức giận hỏi Triệu trưởng lão hãy để cho chung trưởng lão nói tiếp đi Vương Thụy Khung nói Nữ tử xinh đẹp biểu môi Tuy trong lòng không phục nhưng lại không nói gì nữa Bẩm phó hội trưởng Toàn bộ số hàng hóa kia đều đã bị cướp mất Trung Tú suy nghĩ một chút rồi nói Cái gì? Hàng mất hết rồi Người chỉ còn lại mình ngươi Vậy mà ngươi vẫn còn mặt mũi đứng tại đây sao? Nữ tử xinh đẹp lớn tiếng nói Triệu trưởng lão không được vô lễ Vương Thủy Khung trầm giọng nói Thúc thúc Trung trưởng lão Nữ tử xinh đẹp vội la lên Trung trưởng lão nè Hàng hóa đã bị cướp thật rồi sao Có chuyện gì xảy ra Ngươi hãy kể lại chi tiết cho ta nghe Vương Thủy Khung cắt lời nữ tử xinh đẹp rồi hỏi Trung tú khẽ gật đầu Rồi kể lại hết những sự tình xảy ra trên đường Đương nhiên chuyện Minh Nguyệt Giáo Và dực hạt bộ cấu kết với nhau thì giấu đi Việc này còn chưa có bằng chứng cụ thể Nếu như mà kể ra thì có khi còn bị nghi oan là bịa chuyện để trốn tránh trách nhiệm. Nghe Trung Tú kể lại xong, Vương Thủy không nhíu mày, không nói một lời. Lần này Trung trưởng lão đến là để báo cho chúng ta biết việc này thôi sao? Người cũng biết chuyện mất hàng không phải là việc nhỏ đâu. Ngoài việc thương hội phải bồi thường gấp ba giá trị hàng hóa mà còn tổn hại đến danh tiếng bấy lâu của thương hội nữa kìa. Nữ tử xinh đẹp tức giận nói. Trung trưởng lão, giá trị của lô hàng mà người áp tải là bao nhiêu, chắc người cũng biết rõ chứ. Vương Thủy không nói với Trung Tú, Trung Tú cũng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái. Việc này ngươi có biết là do kẻ nào làm không vậy? Vương Thủy Khung lại hỏi. Ta tìm được một chút manh mối, nhưng hiện chưa có chứng cứ xác thực nên tạm thời không nói ra ở đây, để người khác khỏi hiểu lầm. Trung Tú nói. Cứu ra vẻ huyền bí nữa. Nữ tử xinh đẹp hư lạnh một tiếng. Trung trưởng lão, theo ta thấy nếu bắt một mình ngươi đi đoạt lại số hàng này là làm khó ngươi rồi đối phương đã dám cướp hàng của thiên ngô thương hội chúng ta chắc hẳn bối cảnh không đơn giản như vậy đi nếu trung trưởng lão có thể tìm ra manh mối hay chứng cứ chính xác thương hội sẽ đứng đối chuyện với chủ hàng nghĩ cách giải quyết chuyện này thật là ổn thỏa vương Thị khung trầm ngâm một chút rồi nói nếu muốn thương hội ra mặt ta nghĩ trung trưởng lão phải tìm được chứng cứ xác thực trong nửa tháng để thương hội có đủ thời gian để xử lý nếu không sẽ rất bị động nếu quá nửa tháng việc này định để trung trưởng lão tự mình giải quyết rồi Nữ tử xinh đẹp nói Triệu trưởng lão nói cũng có lý Nửa tháng thì hơi dội Thôi thì cho ngươi 20 ngày vậy Vương Thụy Khung nhìn Trung Tú mà nói Đa tạ dân phó hội trưởng đã thông cảm Việc này giống là do ta mà ra Không thể đùng đẩy trách nhiệm cho người khác được Không nên để thương hội gánh chịu thay ta Từ giờ đến thời hạn giao hàng Còn hơn một tháng nữa Nếu như đến lúc đó ta không thể tìm được hàng hóa trở về Trung Tú nguyện tiếp nhận bất kỳ hình thức xử lý nào Trung Tú mà không đổi sắc trả lời Nghe được câu này, Vương Thủy khung và nữ tử xinh đẹp đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Trung Tú lại có thể trả lời dứt khoát như vậy. Dù sao nếu việc này được thương hội đứng ra dặn xếp, sẽ có không ít vấn đề được giải quyết dễ dàng. Cho dù tạm thời không tìm lại được hàng hóa, nhưng với năng lực của thiên ngưu thương hội, thì trừ tinh thạch ra, những hàng hóa khác vẫn có thể gom đủ trong thời gian ngắn. Tuy tinh thạch chỉ có thể ngộ không thể cầu, nhưng với nội tình thương hội nếu chịu bỏ ra giá tiền thực lớn cũng không phải là không được. Chẳng qua nếu do thương hội ra mặt giải quyết việc này, Trung Tú sẽ không thoát khỏi trách nhiệm. Kỳ hạn 50 năm có thể tăng lên bao nhiêu còn khó mà biết được. Đây là điều Thạch Mục không muốn thấy nên dứt khoát không cần thương hội trợ giúp. Mà mấu chốt nhất là chuyện này khó tìm được chứng cứ chứng minh Minh Nguyệt Giáo âm thầm dở trò. Trung trưởng lão nè, ngươi thực sự không cần thương hội trợ giúp hả? Vương Thủy Khôn suy nghĩ một chút rồi hỏi. Nữ tử xinh đẹp thì dùng ánh mắt như nhìn một kẻ ngu ngốc nhìn Trung Tú cảm thấy nàng không biết tốt xấu gì ừ, không sai trung tú gật gật đầu được nếu như trung trưởng lão đã tự tin như vậy rồi thì cứ như vậy đi nhưng mà trước đó việc này còn phải giữ bí mật dù sao việc này cũng ảnh hưởng đến danh dự thương hội không nên lộ ra ngoài vương thủy khôn gật gật đầu xem như đồng ý trung tú hiểu rồi trung tú trả lời đúng rồi thương hội đã ăn bài chỗ ở cho hai người các ngươi ta sẽ sai người dẫn các ngươi đi xem Đa tạ dương phó hội trưởng Trung tú cáo từ Trung tú chào hai người vương thủy khôn một câu Rồi cùng thạch mục đi thẳng ra cửa Không quay đầu lại Thúc thúc ta thấy nhà đầu kia chỉ là mạnh miệng mà thôi Sợ là số hàng kia bị ai cướp Còn không biết Lại giọng tưởng lấy về sau Quả thật là hảo huyền Nữ tử xinh đẹp nhìn thấy Trung tú vừa rời đi liền hư lạnh rồi nói nửa năm gần đây bên ngoài có chút bất ổn, giống chuyện phân đàn lễ cung thành bị cướp một lượng lớn hàng, rồi đến U Ba Thành và tệ Tác Thành, hôm nay cả Nhật Khang Thành cũng xảy ra vấn đề. Tuy rằng nhìn thì có vẻ liên quan đến Mang Tục, nhưng mà theo ta thấy thì chưa hẳn là như vậy. Sau việc này còn rất nhiều bí ẩn nữa. Trung tú nếu muốn tự giải quyết, có lẽ sẽ thực sự tìm ra được cái gì đó. đó. Thúc thúc, người tin Trung tú có thể làm được hả? khuôn mặt nữ tử xinh đẹp lộ ra vẻ khó tin. Chúng tú nếu có thể tìm hàng hóa về Đối với thương hội là chuyện tốt Năng lực của nàng cũng không yếu Nếu không cũng không được hội trưởng coi trọng Cho nàng và người cạnh tranh vị trí ưu tộc đặc sứ rồi Nếu không tìm được Chuyện cạnh tranh coi như xong Nàng sao còn đủ tư cách đấu với người nữa Vương Thủy Khôn đứng dậy Nhìn ra ngoài cửa sổ Bình tĩnh nói Thì ra là vậy Thúc thúc suy nghĩ quả nhiên là chu toàn Nữ tử xinh đẹp vui vẻ nói sau mấy ngày, Thành Mục vài Trung Tú rời khỏi tổng bộ Thiên Ngô Thương Hội. Tin tức số hàng hóa của Thiên Ngô Thương Hội do Trung Tú áp tải đã mất từ trong thương hút thành bắt đầu lan truyền ra. Về việc này có đủ cách nói. Có người nói là do thế lực yêu tộc làm, cũng có người nói là thế lực mang tộc bất mãn Thiên Ngô Thương Hội, một nhà độc đại. Thậm chí có người nói là biển thủ, tóm lại là đủ loại, phiên bản nào cũng có. Nhưng đều giống nhau ở điểm là người chịu trách nhiệm cho vụ việc lần này là khách khanh trưởng lão trung tú của thiên ngô thương hội đã tới thành thương hút còn số hàng hóa kia thì không thấy tung tích đâu lúc này tại kho hàng trong nê đầu nhai xem ra chuyện này cuối cùng cũng lộ ra rồi may mắn hàng hóa đều đã chuẩn bị đầy đủ trung tú nhìn tám chiếc phụ vân xa ngập hàng trước mắt khẽ thở dài rồi nói không cần phải lo lắng nên trở lại tổng hội thôi việc này lan truyền nhanh như vậy đối với chúng ta chưa hẳn là xấu đâu thạch mục suy nghĩ một chút rồi nói nhưng mà thạch đại ca nè Chúng ta ở ngoài sáng, địch trong tối Lòng muội luôn có cảm giác bất an Trung tú nói Không có chuyện gì đâu, đừng nghĩ lung tung Thành mục nắm chặt tay trung tú Vỗ nhẹ nhẹ an ủi Sau chuyện số hàng hóa do trung tú áp tải Bị cướp lộ ra Vì thiên ngô thương hội không ra mặt thanh minh Bác bỏ lời đồn Người trong cuộc là trung tú lại không xuất đầu lộ diện Dưới sự giúp đỡ tận tình của mấy kẻ nhiều chuyện chẳng mấy chốc tin tức này đã lan ra khắp thành. Hai ngày sau, ngoài cửa hàng Uyên Cát có hai vị khách không mời mà đến, trong đó có một nam tử khoảng ba bốn mươi tuổi, mắt xanh tóc xù, dáng người khôi ngô, đúng là đương kim thành chủ, thường hút thành, trưởng lão thân ưng bộ, lệnh hù khoan. Mà một gã nam tử khác, nếu mà thạch mục ở đây nhất định sẽ chấn động không thôi. Người này đúng là điện chủ địch phung của Minh Nguyệt Giáo. Là chú thích nha cái tên địch phong này chính là cái ông trung niên mà cái tóc đỏ mày đỏ gì đó lúc trước luôn kề cận theo liễu ngạn á rồi tiếp tục lệnh hồ thành chủ đại giáo quan lâm lão phu không tiếp đón từ xa thật là thất lễ rồi à đúng rồi vị này là sau khi nhận được thông báo vương thủy khung vội vàng đi ra ngoài chào hỏi lệnh hồ khoan khi nhìn thấy địch phong liền hỏi vị này chính là địch đàn chủ của phân đàn liệt phong nhai minh nguyệt giáo đó lệnh hồ khoan nói Hóa ra là địch đàn chủ, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Vương Thủy Khung nghe xong vội chắp tay chào đối phương. Nhưng phó hội trưởng nhà bốn tòa cũng không muốn dòng do. Lần này đến là để chứng thực một chuyện, sự kiện gây xung sao trong thành gần đây có phải là thật hay không vậy? Lệnh Hữu Khoan nói thẳng vụ vấn đề. Lão Phu gần đây bận biểu nhiều việc của thương hội, cũng không đi ra ngoài nên không biết chuyện mà lệnh Hữu Thành Chủ nói đến là chuyện gì vậy? Vương Thủy Khung nói. Tiếc nhiên là chuyện số hàng mà U Sáng thành chủ thành Nhật Khang ủy thác cho quý thương hội chuyển cho ta bị cướp đó. Lệnh Hồ Khoan nhìn Vương Thủy Khôn một cái rồi nói Ủa thành chủ đại nhân không biết người nghe được tin tức này ở đâu vậy? Vương Thủy Khôn hỏi Dừng phó hội trưởng không cần điều tra nguồn gốc tin này Hôm nay tại hạ cùng lệnh Hồ Thành Chủ đến đây chỉ muốn xác nhận lại Số hàng hóa nhờ thiên ngô thương hội áp tải đã thất lạc hay không? Địch Phong chen miệng nói một câu Thôi à vậy nào, lão phu thật là không biết việc này hay là chúng ta vào trong phòng nói chuyện đi Vương Thủy Khung thấy xung quanh bắt đầu có người tụ tập liền đề nghị Hai người nhìn Vương Thủy Khung nhưng mà không có ý định bước đi Hai vị, thiên ngô thương hội buôn bán rất chú trọng danh dự Nếu như thực sự có chuyện như hai vị nói Tại hạ cam đoan, theo đúng quy định bộ thường gấp ba cho hai vị Theo ta biết ngày hôm nay còn chưa đến thời hạn giao hàng Xin hai vị an tâm chờ đợi, không nên tin vào những lời đồn nhám kia như vậy Vương Thủy Khung thấy chung quanh càng lúc càng đông người, nét tươi cười trên mặt dần dần biến mất, nghiêm nghị nói. Từ đầu tới cuối Vương Thủy Khung không đề cập nữa câu thí chuyện mất hàng hóa, lệnh hồ khoan không khỏi bán kính bán nghi. Việc này nếu như không có địch phong nhắc nhở, gã cũng sẽ không tới dò xét rồi. Nhưng nghe được cái câu cam đoan này của Vương Thủy Khung, gã cũng yên tâm hơn. Nếu thực sự hàng đã bị mất đi, thì với danh dự của thiên ngô thương hội, chắc sẽ cho gã một khoản đền bù xứng đáng mà. Nghĩ đến đây, mặt mũi gã cũng dễ nhìn hơn, Tùy tiện nói vài câu với Vương Thủy Khung rồi cùng địch phong ra về. Nhìn theo bóng lưng hai người, ánh mắt Vương Thủy Khung có chút phức tạp. Kỳ thực Trung Tú có thể tìm hàng hóa về được hay không, Vương Thủy Khung cũng không dám chắc. Theo tin tình báo của thám tử mấy ngày nay, Trung Tú chỉ quanh quẩn một chỗ, dường như không có ý định đi tìm hàng hóa vậy. Trong kho hàng ở nơi đồ nhai Tú Nhi, nàng nghe ngóng được tin gì rồi sao? Sao buồn bã không vui vậy? Thạch Mục thấy Trung Tú ngồi yên lặng một chỗ không nói một lời thì ân cần hỏi han. Thạch đại ca, Dương phó hội trưởng vừa báo cho muội rằng thành chủ nơi này cũng chính là chủ hàng đã tới tìm hắn, bị hắn dò hỏi một phen. Trung Tú nói. <laughs> vậy ước định giao hàng còn chưa đến nữa, thành chủ chỉ là nghe được chút phong thanh nên đến gây áp lực đó mà, không có vấn đề gì đâu. Thạch Mục nói. Chuyện thành chủ muội cũng không lo lắng gì, nhưng mà chúng ta làm như vậy có được không? Trung Tú hỏi. Thạch Bục cười mà không đáp, ung dung gật đầu. Vào lúc này Thái Nhi từ ngoài phòng bay vào, hạ xuống vai Thạch Mục, hào hứng nói. Thạch đầu nè, ngươi đoán xem ta đã trông thấy người nào. Ngươi đừng mà thần thần bí bí như vậy nữa, nói mau đi. Thạch Mục không khách khí mà nói. Nhìn ngươi gấp gáp chưa kìa, để từ từ cho ta thở một cái, uống hớp nước cái đã chứ. Người biết ta bay tới bay lui ở bên ngoài suốt cả ngày, mệt lắm đó. Thải Nhi nói, Thạch Mục không để nó nói hết, búng vào đầu nó một cái Thải Nhi làm ra vẻ bị ủy khuất Làm chung thú ngồi bên cạnh cũng bị chọc cười Được rồi nói mau đi Đừng có thừa nước đục thả câu nữa Thạch Mục ném một khối linh thạch thủy thuộc kính cho Thải Nhi Nói Ta nói ta nói Tên địch phong địch điện chủ kia Hiện đang làm đàn chủ phân đàn binh nguyệt giáo ở đây đó Thải Nhi vừa nhắm nháp linh thạch vừa nói Địch điện chủ Hắn cũng ở đây hả Còn chưa hết đâu Gia hỏa này cùng thành chủ thành này Tên là lệnh hồ khoan Có quan hệ không tệ Hai người này vừa đến làm loạn thiên ngô thương hội một phen đó Thải Nhi nói tiếp Phụ trách phương đàn ở đây Quả nhiên là người của Liễu Ngạn Tính toán giỏi thật đó Vừa ăn cướp vừa la làng Tranh thủ bỏ đá xuống giếng Lấy thêm một phần bồi thường Thải Nhi nè, trong khoảng thời gian này Ngươi theo dõi cái tên địch phong đối cho tao Cẩn thận một chút, đừng để bị phát hiện đó Thành Mục suy nghĩ một chút rồi phân phó cho Thải Nhi Ngươi cứ yên tâm đi Thạch Đầu Thải Nhi lên tiếng Cất cánh bay ra ngoài Thạch đại ca, Huynh đang nghĩ cái gì vậy? Trung Tú hỏi Tú Nhi nè, à, có vẻ con cá mà chúng ta đang đợi đã cắn câu rồi Mấy ngày tiếp theo đã hãy làm như vậy, như vậy Thạch Mục mỉm cười thấp giọng nói vào tay của Trung Tú mấy câu Hơn 10 ngày sau Trong một sân cốc nhỏ cách ngoại ô thành thương hút mấy chục dặm Nơi này vắng vẻ, cách xa đường lớn Người thường ít có ai đi qua chứ đừng nói là tới ban đêm Nhưng lúc này có một bóng đen đang di chuyển trong sân cốc dưới ánh trăng có thể thấy người này khoảng 30 tuổi, người hơi gầy, hai hàng lông mày đỏ thẳm, đúng là địch phong. Địch phong vừa đi vừa đề phòng bốn phía, thấy không có vấn đề gì mới chạy vào trong một cái sơn động. Sơn động này không lớn chỉ rộng khoảng 10 trượng. Trong sơn động có một cô gái mặc áo hồng đang đứng đó, đúng là nữ tử họ chân. Ở một góc trong sơn gốc, qua tầm nhìn của Thải Nhi, Thạch Mục nhìn thấy cảnh này liền lộ ra vẻ vui mừng. Cùng lúc đó trong sơn động, địch phong và nữ tử họ chân bắt đầu nói chuyện với nhau địch sư huynh, trùng tú thực sự đã xuất hiện sao? nữ tử hỏi chân hỏi đúng vậy, chắc đã vào thành từ lâu rồi, nhưng mà mấy ngày nay mới xuất đầu lộ diện. Địch phong nói nàng chỉ có một thân một mình, có hành động gì khác thường không vậy? nàng kia hỏi tiếp đúng vậy, chỉ có một mình, mỗi ngày nàng ta đều đến hàng uyên cát một lần, còn từng đến phủ thành chủ một lần nữa. lông mày địch phong câu lại nói phủ thành chủ, hàng uyên cát, nàng tới những nơi này làm gì? Người đã điều tra được gì chưa Nữ tử hội chân hỏi Hình như nàng và lệnh hồ khoan Đàm phán về chuyện hàng hóa Cùng lấy danh nghĩa thương hội ra cam đoan Sẽ giao hàng đúng hạn Nếu không bồi thường gấp ba Mỗi lần nàng đến hàng uyên cát Đều tìm dương thủy khung nói chuyện hơn nửa canh giờ Cụ thể là nói những gì ta cũng không rõ nữa Chân sự muội ta lo lắng cô ta nắm chứng cứ gì đó Nên mới tìm người bàn bạc dù sao nội tình của thiên ngô thương hội rất thâm hậu nếu thực sự phát hiện ra chúng ta là người hạ thủ thì khó mà dàn xếp ổn thỏa được đó Địch Phong nói Lúc đó có chút chuyện ngoài ý muốn Nên không trừ khử chung thú được Nàng dù biết việc này có liên quan đến chúng ta Nhưng dù sao lúc đó người ra mặt là lão già một dân dương Lão còn tham lam Muốn tăng mạnh thực lực Nên luyện cương thi công Cũng không có nghĩa là do minh nguyện giáo chúng ta động tay động chân Lại nói lão hồ ly dương thủy khôn nổi tiếng cẩn thận Dù chung thú có nói chưa chắc hắn đã tin Người đừng lo lắng Cứ theo kế hoạch mà làm thôi Nữ tử hội chân nói Nếu vậy ta cũng yên tâm hơn Ta đã bàn với lệnh hồ khoan Để mấy ngày nữa đến hạn giao hàng Chúng ta cùng nhau tìm thiên ngô thương hội yêu cầu bồi thường Địch Phong nói ừ, Sự tin còn lại người tự xử lý là được rồi Đúng rồi, mấy chuyện kỳ thế nào rồi Số tinh thạch lấy được đã đủ dùng chưa vậy Địch Phong nhẹ gật đầu hỏi Vẫn còn thiếu một chút nữa Nhưng Nữ tử hội chân nói Quả nhưng là như vậy Thạch Mục nhìn đến đây không khỏi nghĩ tới một kẻ thoạt nhìn thấy tài trí bất phàm, nam tử tóc đỏ tao nhã cùng những sự việc phát sinh ở đấu giá hội tại thành Thiên ngu. Người này quả là cao thủ dùng âm mưu quỷ kế. Lần này gã thu thập tinh thạch chỉ sợ lại đang âm mưu cái gì rồi. Thạch Mục suy nghĩ một chút, với âm mưu của Liễu Ngạn, hắn không có hứng thú, nhưng mà nữ tử họ chân lại động thủ cướp đồ của Trung Tú, tất nhiên hắn phải ra mặt đội công bằng, đoạt lại tinh thạch rồi. Nhưng bên đối phương có đến hai thuộc sĩ Nguyệt Giai, hắn chỉ có một mình, nếu đánh nhau chắc chắn sẽ ăn thiệt thôi. Vào lúc này cái vòng tay màu xanh trên cổ tay nữ tử hội chân chợt lóe sáng, cô ta biến sắc nhắm mắt lại, sau một lát bỗng mở mắt ra. Chị sư mũi, có chuyện gì vậy? Địch phung vội vàng hỏi. Nữ tử hội chân không trả lời, lật tay lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho địch phung Địch sư huynh, chỗ này có hai viên tinh thạch, người mang chị tổng đàn giao cho liễu sư huynh. Hồi nãy vừa truyền tin là nói cần dùng gấp. Nữ tử hội chân nói Chân sư mũi không quay về sao Địch phung vội tiếp nhận hợp ngọc rồi hỏi Chỗ khác cũng đang xảy ra chút chuyện Ta cần đến ngay lập tức Tinh thạch quan trọng hơn Cần người đích thân mang tới Vì chuyện đòi bồi thường của thiên ngô thương hội Người an bài cho người khác làm thay đi Nữ tử hội chân nói Đi rồi mấy cái này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi Chân sư mũi không cần quan tâm Địch phung nhẹ gật đầu Nữ tử hội chân thoáng nửa nụ cười Nói chuyện với địch phung một hai câu rồi đi trước nhanh chóng ra khỏi sương động hóa thành một đạo hôi quang bay về phía xa một lát sau địch phong cũng ra khỏi sương động nhìn chung quanh mấy lần không bay đi như nữ tử họ chân mà chạy bộ về phía thương hút thành nhưng gã vừa đi tới cốc khổ có nghĩa là miệng sơn cốc thì chợt có người nhảy ra chặn đường kẻ này mặc quần áo đen đầu đội mũ rộng vành kẻ nào sao lại cản đường ta địch phong chấn động trong lùng trầm giọng quát gã vốn là một thuộc sĩ nguyệt giai vậy mà thần thức lại không phát hiện ra kẻ trước mặt này để cho hắn vô thanh vô tức tiếp cận mình nên giật mình không nhẹ. May mà đối phương chỉ có thực lực tiên thiên hữu kỳ. Địch phung âm thầm ngưng tụ pháp lực trong cơ thể, âm thầm cân nhắc xem người này đến đây từ khi nào, có phát hiện ra gã và nữ tử hội chân gặp mặt nhau hay không, nếu có phải bịt đầu mối ngay lập tức. <laughs> Địch điện chủ quả là quý nhân hay quên đó. Người áo đen cười khẽ một tiếng, tháo mũ rộng vành xuống, lộ ra khuôn mặt thật của mình. Người lạ, thạch mũ, Địch Phong nhìn Thạch Mục nghẹn ngào nói Xem ra Địch Phong điện chủ cũng chưa quên tại hạ Thật là dinh hạnh rồi Trên mặt Thạch Mục lộ ra vẻ tươi cười Thạch Huynh nói gì vậy chứ Nằm đó ở trên biển Nhờ có anh vũ của ngươi có năng lực đặc biệt Giúp chúng ta tránh được không ít nguy hiểm Sau khi ngươi mất tích Chúng ta đều rất lo lắng Đặc biệt là liễu ngạn sư đệ Những năm này hắn đều tìm kiếm ngươi khắp nơi đó Địch Phong cười ha hả Không khí khẩn trương giữa hai người Giảm đi không ít Thạch Mục thoáng nở nụ cười nhàn nhạt không trả lời Đúng rồi, Thạch Huynh cũng đã đến Tây Hạ Đại Lục rồi Hay là cân nhắc một chút qua chuyện gia nhập Minh Nguyệt Giáo của chúng ta đi Bây giờ Minh Nguyệt Giáo đã hợp nhất rồi Liễu Sư Đệ đã dinh dự trở thành phó giáo chủ Mà với chân tài thực học như Thạch Huynh đây Nếu như đồng ý gia nhập, tối thiểu cũng phải được làm đàn chủ đó Địch Phong vừa nói vừa tha thiết nhìn Thạch Mục Đa tại địch điện chủ ưu ái nha Nhưng mà ta không cần đâu Ta lần này tìm các hạ là muốn thu hồi một vật Thạch Mục nói Cái gì? sắc mặt địch phong trầm xuống thu vẻ tươi cười lại tinh thạch thạch mục nói cái gì tinh thạch chứ thạch huynh nói như vậy là có ý gì địch phong lộ ra vẻ nghi hoặc hỏi thạch mũ không muốn can dự vào bất cứ chuyện gì của minh nguyệt giáo đâu nhưng mà nếu minh nguyệt giáo các ngươi trêu chọc đến ta thạch mũ sẽ không nương tay dục thạch mục trầm xuống vẻ nghi hoặc trên mặt địch phong dần biến mất lạnh lùng nhìn thạch mục Việt minh nguyệt giáo các ngươi ở Vân Dược Thành cấu kết với Dược Hạc Bộ cướp hạng của Thiên Ngô Thương Hội ta đều chứng kiến từ đầu đến đuôi. Còn muốn ta nói rõ ra hả? Lúc đầu ta không muốn quản việc này, nhưng mà có người quan trọng với ta bị liên lụy, nhưng tinh thạch kia rất quan trọng với nàng, kính xin địch điện chủ trả lại cho. Thành Mục nói, Nếu Thạch Huynh cũng biết rõ việc này, địch mẫu cũng không ngại nói thẳng đó. Địch Phong nghe đến đó liền bình tĩnh nói, Thành Mục đứng nhìn địch Phong không nói gì, Việc tinh thạch kia đúng là do chúng ta lấy Nhưng mà không thể trả lại được Giờ này chúng ta còn có việc cần dùng tới Nhưng việc đã đến nước này Để mặt thạch huynh địch mẫu nguyện đền bù tổn thức xứng đáng Ngoài ra chuyện xe vật tư bằng ngọc ủy thác Chúng ta sẽ không truy cứu Việc này cứ như vậy mà bỏ qua Thế nào Địch phong suy nghĩ một chút rồi nói Địch điện chủ chẳng lẽ đang đùa sao vậy Việc này vốn là minh nguyệt giáo các ngươi dở trộ quỷ Còn nói năng hùng hùng đầy lý lẽ như vậy Mặc kệ như thế nào Ta vẫn phải lấy tinh thạch trở về Thạch Mục cười lạnh nói. Sắc mặt địch phong trầm xuống, nhìn chăm chăm vào Thạch Mục rồi chợt ngửa đầu mà cười ha hả. Thạch Mục nhìn đối phương, hai mắt hiếp lại, mặt không đổi sắc. <laughs> thạch Mục nè, ngươi đừng không biết điều như vậy chứ. Ta khách khí với ngươi là nể mặt liễu sư đệ. Ngươi chỉ là một tên tiên thiên võ giả, có tư cách gì mà đặt điều kiện với ta? Chẳng lẽ ngươi cho rằng liễu sư đệ kính trọng ngươi vài phần thì ta sẽ không dám làm gì ngươi sao? Địch Phong gằn từng chữ, kèm theo từng tia lãnh ý, Xem ra các hạ không muốn trả tin thạch rồi Nếu vậy thì nhiều lời vô ích mà thôi Thạch mục thở dài Thạch mục vừa dứt lời Thân thể đã như tên rời cung Nhào tới địch phung Liên tiếp tạo ra tàn ảnh Chỉ chớp mắt đã cách địch phung ba thước tay hắn lóe lên Vẫn thạch thác đau hiện ra Hóa thành một thi chớp màu đen Chém xuống địch phung Hết tập 64 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Radio